Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, việc lắng nghe, giải quyết kịp thời, hiệu quả các ý kiến, kiến nghị của cử tri là một trong những việc luôn được Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện. Qua đó góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc, tạo điều kiện để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Trước và sau các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thực hiện các cuộc tiếp xúc cử tri, qua đó tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi về Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Qua nghiên cứu rà soát, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chuyển các ý kiến kiến nghị đến Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý giải quyết và trả lời cử tri. Đơn cử như cử tri xã Minh Tiến, huyện Đại Từ đề nghị tỉnh kiểm tra giải quyết đối với hệ thống rãnh thoát nước dọc tuyến đường DT264 đoạn qua xóm trung tâm bị đất vùi lấp, không thoát nước, gây ô nhiễm môi trường. Qua khảo sát thực tế, nội dung kiến nghị của cử tri đã được chính quyền địa phương phối hợp với các cấp ngành liên quan giải quyết, đảm bảo cuộc sống của người dân. Cái mương do cái thiết kế ngày xưa thì nhỏ, do vậy là thường xuyên xảy ra bị tắc và úng. Sau khi mà có ý kiến của cử tri rồi là địa phương phối hợp với lại các cơ quan phối hợp để nạo vét, nhu cầu của người dân hiện nay thì cũng đang phát triển. Do vậy là cái đòi hỏi chỗ cái kênh mương thì đến thời điểm này nó không còn phù hợp đáp ứng nữa. Mong muốn của địa phương chúng tôi là rất mong muốn là sẽ được sửa chữa và nâng cấp và xây mới lại tuyến mương này. Thời gian gần đây thì những cái ý kiến kiến nghị cử tri gửi thì mỗi một ý kiến ấy, dù nhỏ dù lớn là vấn đề thì đều được các cấp của tỉnh chỉ đạo và về thực tế tại cơ sở, và từ đấy thì có những cái chỉ đạo rất là cụ thể. Ở cơ sở của tôi khi cùng với việc kiểm tra thẩm định lại như thế thì nó rõ ra nhiều nội dung và chúng tôi cũng sẽ phối hợp để cùng xử lý kịp thời. Cùng nội dung liên quan đến lĩnh vực giao thông, cử tri huyện Phú Bình phản ánh và đề nghị tỉnh quan tâm cải tạo, nâng cấp hệ thống rãnh thoát nước hai bên tuyến DT261C hay việc đầu tư mở rộng tuyến DT261D đoạn từ ngã tư Úc Sơn đến cầu Úc Sơn, vì hiện nay mặt đường hẹp, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Trên quan điểm, nếu hạ tầng giao thông chậm được quan tâm đầu tư sẽ khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển, giao thương hàng hóa của người dân và doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Vì vậy, những nội dung này cũng đã được ngành giao thông vận tải khảo sát, tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện trong thời gian tới. Với cái vai trò là quản lý duy tu các cái tuyến đường tỉnh trên địa bàn thì chúng tôi cũng đã tham mưu đầy đủ và dự kiến các cái danh mục công trình theo các cái thứ tự ưu tiên, ưu tiên 1, ưu tiên 2, ưu tiên 3, ưu tiên 4 để đưa ra cái kế hoạch hàng năm. Trên cơ sở đó thì ngành tài chính cũng như là ngành kế hoạch sẽ tham mưu với tỉnh để trình Hội đồng Nhân dân cấp bộ kinh phí cho cái năm ngân sách tiếp theo. Rồi với dự kiến trong năm 2024 thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch và để đầu tư duy tu các cái tuyến đường. Cái hướng ưu tiên là những cái tuyến đường mà bà con nhân dân là có cái nhu cầu thật sự, cũng như là cái việc mà tuyến đường nó xuống cấp hoặc là những cái tuyến đường mà trước đây là chúng ta nâng cấp từ đường huyện lên đường tỉnh thì với cái quy mô là chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa theo cái quy hoạch của tỉnh. Theo báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị gửi tới kỳ họp thứ 13, sau kỳ họp thứ 13 và nghị quyết số 25 ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tổng số ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh là 93 ý kiến. Để đảm bảo các ý kiến kiến nghị của cử tri được giải quyết hiệu quả, thông qua việc trực tiếp xuống cơ sở khảo sát thực tế và báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị, bên cạnh việc trả lời theo đúng chức năng thẩm quyền, các sở ngành cần quan tâm phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất những giải pháp linh hoạt, hữu hiệu, đảm bảo đúng quy định của luật để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri. Có thể thấy việc lắng nghe, giải quyết kịp thời, hiệu quả các ý kiến kiến nghị của cử tri nhằm đảm bảo cho người dân có cuộc sống an toàn, ổn định để phát triển kinh tế xã hội địa phương. Bên cạnh đó cũng góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.